Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Hoa Thiên Cốt chuẩn bị ra mắt phần 2 Hai hậu bối trẻ măng thế chỗ triều lời dịnh Hoắc Kiến Hoa Quyền hạ của Hoa Thiên Cốt mang tên Thoát Cốt Hương đang rục rịch chuẩn bị khởi quay sau 6 năm. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Hoa Thiên Cốt chính thức ra mắt khán giả, nhưng bộ phim của Triều Lê Dịnh Hắc Kiến Hoa vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Không chỉ đánh dấu sự trở lại hoàn hảo của Hoắc Kiến Hoa trên màn ảnh nhỏ, bộ phim còn đưa tên tuổi của Triều Lê Dĩnh lên tầng cao mới trong sự nghiệp, trở thành một trong những nữ minh tinh sáng giá nhất thế hệ 85. Bên cạnh nội dung đặc sắc, Hoa Thiên Cốt còn sở hữu dàn diễn viên sáng giá về cả ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất. Chính vì thế, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng bộ phim sẽ ra mắt phần 2 với dàn cast cũ. Tuy nhiên, điều đó là khá khó khăn khi loạt nhân vật chính đều rất bận rộn với các kế hoạch hoạt động của mình. Mới đây có thông tin quyển hạ của Hoa Thiên Cốt mang tên Thoát Cốt Hương chuẩn bị ra mắt. Tuy nhiên, hai diễn viên chính Triều Lệ Dịn, Hoa Kiến Hoa sẽ không tham dự dự án này mà thay thế bằng cặp diễn viên trẻ, lầm nhất, ngu thư hân. Thoát Cốt Hương lấy bối cảnh hiện đại là câu chuyện kể về Giang Tiểu Tư, hậu duệ của một tộc người đặc biệt sống ở Thanh Đảo. Vì thời gian dài tiếp xúc với bức xạ ở đây, Tộc người của cô sở hữu năng lực phi thường, nhưng đồng thời cũng lại sinh khiếm khuyết, thứ duy nhất có thể hóa giải là loại thuốc mang tên Thoát Cốt Hương. Để tìm kiếm Thoát Cốt Hương, Giang Tiểu Tư đã mở một cửa hàng kinh doanh đồ cổ. Trong quá trình này, cô gặp Thẩm Mạc, một giáo sư đại học và phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp sự phản đối của bố. Cả hai bắt đầu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy chắc trở những bí mật thân phận cũng dần được phơi bày. Vượt qua tất cả, liệu cả hai có lựa chọn tin tưởng để sát cánh bên nhau trọn đời? Theo lời đồn, nữ diễn viên trẻ Ngu Thư Hân sẽ hóa thân vào vai Giang Tiểu Tư, còn Lâm Nhất sẽ hóa thân thành Thẩm Mạc. Có so với hai diễn viên chính ở phần phim Hoa Thiên Cốt, Ngu Thư Hân và Lâm Nhất trẻ hơn rất nhiều về cả tuổi tác, lẫn tuổi đời kinh nghiệm về diễn xuất. Tuy nhiên, cặp đôi Lâm Nhất, Ngu Thư Hân đều sở hữu ngoại hình nổi bật, cung lượng fan đông đảo. Cả hai hứa hẹn sẽ là những nhân tố đầy triển vọng trong làng giải trí hoa ngữ nói chung và phim ảnh nói riêng. Có nguồn tin cho rằng phim Thoát Cốt Hương sẽ chính thức khởi quay vào tháng 12 tới. Nếu lời đồn là sự thật, bạn có mong chờ vào dự án đặc sắc này? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.